Hello mọi người ha. Chào buổi sáng mọi người. Thì hôm nay buổi sáng rồi, bây giờ là đã 8 giờ kém 15 rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video giới thiệu cái công việc này, đó là làm DoorDash, có nghĩa là delivery DoorDash, có nghĩa là nó là giao thức ăn nha mọi người. Cái thương hiệu của DoorDash đây. Và mình có cái nón và mình có cái áo và trang phục của mình là đi làm là như thế này. Mình đi làm vậy đó. Đây. Ok. Thì hôm nay thì mình sẽ đi làm và mình nói về cái công việc này như thế nào và ra làm sao. Đây là một trong những nghề mà mình, cái nghề thứ hai mình, đầu tiên với Leo, nghề thứ hai YouTube, thứ ba cái công việc DoorDash này là cũng là một trong những nghề mà mình đã làm đầu tiên ở trên xứ Mỹ á mọi người. Là khi mới qua là mình đã làm, mình có chia sẻ trong một số video rồi. Thì khi mà làm DoorDash á, mọi người cần có đó là gì? Khi mình đăng ký nó sẽ gửi cho mình cái túi này, và sau đó nó gửi cái thẻ đỏ này cho mình luôn nha mọi người. Cái thẻ đỏ này để khi mà những nhà hàng á, người ta order thức ăn rồi á, người ta gọi thức ăn rồi mà người ta chưa có trả tiền á, thì khi mà nó quy định lại đó trả tiền thì mình lấy cái thẻ này mình cà, là của thẻ này là bên của công ty nha mọi người. Đó, thẻ này là của công ty. Rồi xong rồi có những chỗ là nó kêu mình lại là để là mình tự gọi món, order món cho khách luôn rồi mình tự trả luôn. Nên là cái thẻ này nó có tác dụng là vậy. Cái túi này thì để đựng đồ ăn. Thì mình nói hôm nay là cái công việc DoorDash này có thể kiếm ngàn đô trong một tuần nha mọi người. Và mọi người coi cái việc mà kiếm ngàn đô như thế nào. Thì cái này là mình nói mình tự mua áo thì mình cũng tự mua. Công ty nó không có, lúc trước là nếu mà làm mọi người muốn mặc gì mặc, nó không có quy định gì hết trơn á. Nhưng mà nay mình có cái sticker ở chỗ đó nữa kìa. Mọi người thấy trên xe mình không? Để chi biết không? Tại giống như cái việc của pizza vậy đó. Mọi người có cái đó thì để quay qua phía này nó mát chút coi. Mọi người có cái này thì nó sẽ mát hơn, mọi người thấy mình rõ hơn. Mọi người có cái sticker đó thì khi mà mình đậu xe thì có những người, người ta không cảm là người ta biết mình đi giao thức ăn xong mình đi liền. Giống như mình làm pizza nó có những cái hộp ở trên đầu xe đó. Còn cái này là cái sticker để mà mình nhãn hiệu để người ta được ngay đó. Thì hôm nay là Leo sẽ đi với mình. Say hi Leo. Xin chào everybody. Where are you going now? I'm going to drive my lovely wife around town to do DoorDash. Why you don't stay home? I can go by myself. I know you can, but I will be happy to go with you. I think look like you go, so you don't want me go flirt with another man. Well, that's true. I think that's your purpose. You're getting all good looking and you go out and find you another man, then what am I going to do to lose weight? I get fat and chubby again. Ok, thì hôm nay hai tuần nay thì Leo nghỉ ở nhà nên là mình với Leo đi chung. Nhưng mà những lúc mà Leo làm á thì mình tự đi, bây giờ mình tự đi rồi. Hồi trước đó là lúc nào á là mình cũng phải cần Leo hết trơn á, là sau giờ làm việc á là Leo mới được đi với mình. Ảnh đã làm từ 5 giờ là ảnh ra rồi, mà nếu mà đi nữa là cũng khoảng đi cái chừng 2-3 tiếng là anh rất là mệt. Ảnh rất là quạo, tại vì ảnh làm 7-8 tiếng rồi nên là mình cảm thấy là không có thể cài ra tiền được từ cái nghề này, mình không thể tự lái xe được. Nhưng mà hiện tại là mình tập dần và mình đã tự lái xe được rồi. Thì mọi người coi những cái video đó là mọi người đã biết. Thì hôm nay ngày buổi sáng mình muốn đi làm DoorDash, và trong bên cạnh đó mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là DoorDash sẽ làm như thế nào và làm ra làm sao mà để mình kiếm được 1.000 đô ở xứ Mỹ này. Là trong những lúc nào bây giờ là nó là bị khủng hoảng dịch này, nhiều người bị thất nghiệp nè, rồi tiền rồi làm chỗ này chỗ kia mình không có đủ tiền mình kiếm thêm thu nhập. Đây là một trong những nghề mà kiếm thêm thu nhập nha mọi người, để mình vô mình đi rồi mình chia sẻ cho mọi người. Ok, để mà làm cái công việc của mình cái này á thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người. Cái này là cái app mà để mình order thức ăn, còn mà cái app mà để mà đi giao thức ăn á, nó gọi là Dasher nè. Dasher, mọi người làm này mọi người phải download cái app về. Ok, để trước khi mình đi á thì mình phải vô cái app của nó. Mình đã đăng ký rồi, mình có tài khoản rồi, mình có password đồ này kia nọ rồi. Thì chờ chút. Thì mọi người sau khi mình đăng ký vô là mình tạo vô cái tài khoản này nè. Cái này là bây giờ nó rất là cần nên là mình dash now luôn nha. Ok, thì nó nói hỏi là mình có thể đáp làm tới bao giờ. Thì mình chọn là 9 giờ rưỡi. Tại vì một lát nữa là mình phải đón ông chú nữa rồi mình đi làm tiếp nha. Hôm nay là mình với Leo làm cả ngày ha. Thì trước khi đáp vô nó hỏi mình là có đủ xe, có xăng chưa, rồi điện thoại có sạc chưa, rồi có cái thẻ đỏ chưa, rồi mình có cái bao màu đỏ để đựng thức ăn chưa. Nó nói ok, có hết rồi. Thì mình gạt qua thôi. Là bắt đầu nó sẽ hiện lên cho mình là bắt đầu là 00 hôm nay nha. Đó. Thì cái đỏ đỏ này nè là những cái khu vực mà nó đang rất là cần người để mà giao thức ăn.
thì mọi người đến gần đó thì nó sẽ gửi cho mình, nó sẽ nhanh hơn. Mình ở gần khu nhà hàng thì nó sẽ đưa cho mình những cái sản phẩm nó rất là nhanh hơn. Thì đo đá hiện tại bây giờ á, wow, cái nick của mình là nè mọi người, nó đo đá hiện tại bây giờ là nó cho được 300. Nếu mà mình giới thiệu một người mới vô mà trong vòng, để mình coi coi bao lâu. Trong vòng 60 ngày mà mọi người làm được 240 cái delivery á, có nghĩa là mình giao và nhận là được 240 á, thì cái người giới thiệu giống như mình là mình được 300. Mọi người, hồi xưa á, là khi mà mình làm á, mình có giới thiệu cho một cái chị tên là Vân. Ây da, chị Vân này ở đâu ta quên à, hình như là Philadelphia thì phải. Là khi mà chị Vân này á, chỉ hit được cái làm cái bon nọt hồi xưa á, là DoorDash nó không có cần nhiều người đó mọi người, nó ít người làm á, ít người biết đến á, mà bây giờ DoorDash nó rất là mạnh, nhiều người biết đến á. Hồi xưa là nó cho mình á là có 200 delivery, có nghĩa là 200 cái order. Nếu mà mình giao nhận 200 cái á, trong vòng 2 tháng là mình được 1.000 luôn á, nó cho mình được 1.000 luôn, rất là nhiều luôn. Và thời điểm đó mình giới thiệu cho chị Vân đó thì chị cũng đã lấy được 1.000. Là 1.000 tiền đó thì mình chia cho chị 400, mình 600, tại mình có nói với chị là chị hơi chị gán làm lên đi. Chị đó có việc làm mà chị cũng muốn kiếm thêm. Là mình nói là chị ơi gán làm lên đi, rồi mình chỉ cho chị làm, rồi mình hướng dẫn chị làm. Lúc đó mình chỉ nói sơ sơ về DoorDash này thôi. Rồi xong rồi chị chỉ hết được 1.000 nè mọi người, là mình được giới thiệu một người mà được 1.000 nè, thấy không? Thì hình như là cái đó là năm 2018-19 gì, đầu năm 2019 gì đó. Rồi mình chia cho chị 400. Bây giờ chị cũng lâu lâu nói chuyện mình là nếu mà ở Mỹ nó vậy đó, mình mà giới thiệu người làm á, là mình sẽ được tiền. Mình sẽ được tiền giống như là tiền hoa hồng á. Đó lên. If you referral for someone work in your office and company give you some money, right? Yeah. That's what money, that's referral money. Yeah. Right? Yeah. Giống như công ty của Leo cũng vậy, nếu mà công ty mà cần mướn người nào á, mà Leo mà giới thiệu được một người á, là anh cũng được cái bonus đó, người ta cho tiền thưởng đó, tại vì người ta cần người mà để kiếm người làm thì không có, người ta cho mình tiền thưởng. So, thế nên là mình có được cái phần tiền thưởng từ cái chị này là mình được 1.000 nha. Là năm 2019, đầu năm hay là cuối năm 2019 thì mình đã có rồi đó. Thì mình chỉ cho chị làm, bây giờ là mình chỉ cho tất cả mọi người luôn. Là DoorDash nó rất là mạnh luôn rồi. Nên là mọi người cứ đăng ký đi. Thì mình sẽ để lên bên dưới cái video này. Nếu mà mọi người cảm thấy thích đó, coi video mình đó, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đi như thế nào và ra làm sao. Thì đó, bây giờ là mình đăng ký từ bây giờ là 7 giờ, gần 8 giờ nè mọi người. 5 giờ, 7 giờ 50 mấy, gần 8 giờ mình sẽ đát gần 1 tiếng để coi mình sẽ được bao nhiêu. Giờ ăn sáng á, nó cũng nhẹ lắm. Cái công việc này mình chỉ giao cái lúc buổi trưa, buổi chiều với lại ăn tối, nó là nhiều người ăn. Còn buổi sáng thì nó rất là giống như mình đi chơi chơi, đi enjoy vậy mọi người. Nhưng mà mình sẽ chỉ cho mọi người để mình đi để chỉ cho mọi người học hỏi á. Chỉ lại cho mọi người để mọi người làm làm sao. Chứ hồi xưa là mình không có ai chỉ mình hết đó, mình tự học và mình có nhiều cái nỗi sợ lắm mọi người. Làm này mà mình không biết sao, mình nói chuyện tiếng Anh, tiếng này, tiếng U rồi tùm lum hết trơn, đủ thứ hết trơn á. Thì mình cứ vô làm đi, cứ vô đăng ký làm đi, rồi gặp những cái vấn đề khó khăn gì á thì đã có Sơn ở đây rồi. Sơn đã làm cũng đã nói là 3 năm trên 3 năm, cũng gần 3 năm hết ta. Rồi nói đại loại là vậy đi, là mình cũng đã có kinh nghiệm để mình chia sẻ cho mọi người. Và mọi người biết không, cái bạn quanh cuộc sống Mỹ ở Texas á, bạn này hỏi mình làm gì và mình nói là làm DoorDash. Và bạn này cài cực giỏi nha mọi người, cài cực là giỏi. Bạn này cài nhiều hơn mình luôn, và làm vừa làm việc văn phòng với chồng, rồi sau đó bạn lại đi ra làm cài DoorDash này nữa mọi người. Và bạn kiếm thu nhập khá nhiều nha, và mình cho mọi người coi bằng chứng là bạn này làm rất là tuyệt vời. Mọi người nhìn thấy con số này chưa? Và con số này là Sơn chưa đạt được nữa. Tại sao? Tại vì Sơn chưa có cài hết sức lực. Sơn có nhiều công việc để làm lắm. Nên mà nếu mà Sơn cài, Sơn đảm bảo là Sơn hết cái con số này liền. Đây, cái con số này là của bạn quanh bên Texas á, cuộc sống Mỹ quanh bên Texas á. Tuy là bạn là con gái nha, mà bạn cài con gái số này nữa nè. Mà trong khi đó bạn có một công việc với chồng bạn nữa. Rồi bạn chỉ ra làm khi là cuối tuần, thứ bảy, chủ nhật. Và sau khi giờ làm á, là bạn ra bạn làm, hay là giờ trưa bạn có thể là chạy ra tiếng hay nửa tiếng gì đó. Nhưng mà cái này là cài nha mọi người, cài thì mới có thu nhập, cài mới có tiền, chứ không phải là không cài mà có tiền đâu. Thì mình biết
người Việt Nam mình rất là chăm chỉ và ham làm việc và thích đi làm việc nhiều và kiếm kiếm thêm thu nhập. Thì đây là một trong những công việc nó rất là hay. Tại sao Sơn chọn cái nghề này? Tại vì nó là tự do. Nó tự do, mình cũng có thể là làm bất cứ lúc nào mình muốn. Tại vì mọi người muốn đi DAS á, thì mọi người phải lấy cái schedule. Cái schedule là cái lịch đó, là cái khu vực mình á. Khu vực của Sơn là Gaithersburg, right? Và những cái khu vực của mọi người là ở đâu, mọi người chọn giờ, nó sẽ cho giờ, mọi người canh để chọn. Hôm đó là thứ bảy chủ nhật thì tôi rảnh từ mấy giờ đến mấy giờ, hai chiều tăng ga tôi rảnh thì từ mấy giờ mấy giờ, là mọi người có thể lấy lịch trước nè. Từ đây nó có lịch từ thứ ba đúng không, hôm nay thứ ba, cái thứ sáu, thứ tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật, mình có thể lấy trước. Nếu mà nó cái lịch nó mở á, là mọi người lấy trước. Nhưng mà Sơn đã làm một thời gian rồi, Sơn đã vô là cái top driver của cái app này rồi, nên là Sơn có thể vô ga vô tùy lúc nào mình muốn cũng được. Nhưng mà mọi người là người mới á, thì mọi người phải vô có thời gian nó quy định, hay là vô những cái giờ mà hồi nãy là Sơn nói nó để là dash now đó, có nghĩa là những lúc nó thật là cần cái người tài xế thì nó sẽ cho mọi người vô liền lập tức luôn, khỏi cần phải chờ. Thì đó là những lúc sau 5 giờ chiều rồi này kia nọ, 12 giờ trưa đó, là nó rất là cần người luôn, nên là đi làm thôi luôn. Nè, nói chung là bây giờ nó cần người ở tuốt khu vực này, mà hai đứa mình là ở khu vực này nè, hai đứa mình ở đây xanh lè nè. Nhưng mà không sao, chẳng qua là mình muốn đi làm để là... You okay, darling? I'm okay. You enjoy when we go DoorDash? I'd like to drive you around, yes, very much. Thank you so much. And it's good because I'm driving and you could not do all of that. Nên mình làm. Khi mình làm cái video này á, thì mình có leo đi chung thì ok lắm. Tại vì á, một mình làm, mình phải bỏ trên điện thoại, mình không có thể nói, mình chạy lên chạy xuống đâu rất là nhiều. Thank you for your help. Right. Thank You're you for welcome. Helping me. Yeah, có nghĩa là leo thường là đi với mình vào những ngày rảnh. Ảnh mà nghĩ là ảnh phải đòi đi với mình, ảnh không bao giờ chịu ở nhà. Mình nói thôi ở nhà nghỉ đi, mình có thể đi làm được rồi, làm một mình là ok rồi. Nhưng mà leo vẫn thích, nhưng mà có một người đi với mình á, là rất là tốt. Nếu mà mình là người mới á, thì mình có nghĩa là mình có ông xã hay là bà xã gì kế bên á, hai người có thể đi đầu này đầu kia để dòm coi nó như thế nào ra làm sao. Bên cạnh đó mình biết đường này, biết đường kia, biết quán này, biết quán kia. Thì lúc ban đầu có nghĩa là nó khó, nhưng mà nó khó chút xíu thôi. Nè, cái này nè, nó cho mình đâu à? Nó cho mình cái này có 3 đồng thôi. Buổi sáng nó rất là ít mọi người. Buổi sáng là nó rất là ít, tại vì cái này nó tính là có hai mai à. Một đồng là một mai nha mọi người, nếu mà nó hơn thì mình không lấy. McDonald's over there darling. Get it. So khi mà mình chấp nhận rồi. Over there. Middle Rook. Khi mà mình chấp nhận rồi thì nó sẽ đưa cho mình cái địa chỉ để mình đi đến nhà hàng. Ha. À, là nó sẽ cho mình cái địa chỉ nè. Địa chỉ ở đây nè. Là mọi người sẽ đi đến cái nhà hàng nào, à, McDonald's hay là Wendy hay là bất kể nhà hàng nào đó, mọi người cứ đi tới đó và lấy thức ăn thôi. Yeah. Và nó chỉ đường cho mình đi. Rồi là mình nhìn bản đồ, là mình cứ vậy mà đi thôi. Đi tới nhà hàng mình lấy. Thì nó sẽ quy định là thời gian là mình pick up là mấy giờ. Là thời gian mình lấy là 8 giờ. 8:04 nè mọi người. 8:04 đó là trong khoảng thời gian đó mình tới lấy, có thể mình tới sớm hơn. Mà cái mặt đa nồ này á, cái bạn này ăn có 9 đồng rồi mọi người, người ta ăn sáng rất là nhẹ nên không có gì nặng nhọc á, nên là mình đi ra đường là mình lụm hết à. 3 đồng, 5 đồng, 4 đồng. Ôi nói chung là mình lụm hết à. Có tiền là mình lụm, mà mình thấy tiền là mình lụm mà đừng có chê, mình không có chê gì hết trơn á. Ok, là mình mới nhận cái order này xong rồi, nó gửi tin nhắn là người ta cancel. Khi mà cancel như vậy á, thì mình sẽ nhận được nửa phần tiền, có nghĩa mình chưa làm gì hết trơn á. Là mình chỉ đi tới đó thôi, và nếu mà cửa tiệm nó đóng cửa hay là khách hàng cancel á, là mình được phần nửa tiền, giống như mình được 4 đồng đúng không? Mình sẽ được lấy 2 đồng hay là 1 đồng rưỡi tùy theo cái bill đó. Vậy là nói chung là nó cancel rồi, vậy là mình đâu đi nữa đâu hả ta? Ellen, it's canceled. It canceled? That's okay, but I have get half money. Hả, nó có nhiều cái chích cái chip đó. Mình cứ nhận xong rồi thì khi mình nó gửi order, ê cái order này là 5 đồng, 4 đồng vậy đó, đi bao nhiêu mai đó mình nhìn thấy. Oh shit. Oh damn.
not a good driver, right? Well, the truck went through and I did not notice the light had changed. You should park in here. This one's so busy. Don't hurry. Là tự nhiên nói tới đâu quên à. Thì mình cứ nhận đi rồi nó sẽ nó chỉ cho mình cái đường đi. Okay, you can park here, that's fine. Đi đến nhà hàng. Sau khi nhà hàng á thì mình coi trên cái món ăn của mình là có mấy món, hai món thì điểm kỹ hai món, ba món thì điểm kỹ ba món, trong đó có nước nôi gì không, xin đũa xin muỗng gì thì mình cần lấy cho nó kỹ. Thì nói chung lúc đầu mình cũng không làm được ok đâu, mà bây giờ mình đã cũng biết khá là nhiều rồi, nên là mình chia sẻ lại cho những chị em anh chị nào đang ở xứ Mỹ mà đang chật vật với cái cảnh là dịch này không có đi làm, rồi ở nhà tù túng, rồi xong rồi á là không có tiền bill đủ nè mọi người. Lúc nào ở trên tay mình cũng có mấy cái này hết trơn nè mọi người, mình có trên xe mình sẵn hết á, mình xong là mình gai vô là mình rửa tay mình liền rồi mọi người, rồi mình đeo khẩu trang nữa, nên là nó cũng ok chứ cũng không đến nỗi nào, lúc nào cũng có trên xe hết trơn á. Đó, tự nhiên cái đầu tiên của mình lên nó bị cancel à. Thì mình chia sẻ cho mọi người để là mọi người thấy là kiếm 1.000 đô như thế nào, có nhưng mà chịu cài nha. Tại vì mình biết cái nghề nào cũng có trạng nguyên hết á. Nếu mà mình chịu làm, mình chịu học, mình chăm sóc khách hàng, người ta cho mình cái điểm tốt á, thì mình sẽ được. Đây, cái điểm hiện tại của bác Sơn nè, mọi người thấy không, 4 chấm mấy luôn á đó. Đó, và hiện tại là mình giao 600 lẻ mấy thôi. Mình không giao bằng bạn bạn quanh cuộc sống ở Thác Xịt á. Bạn đó rất là nè, cái hồi nãy là mình mới làm mà nó trả cho mình là 1.50 nè, mình chưa đi nè. Mình làm không có loại McDonald's again. See, đi đến 6 đồng, nhận, đi đến đó. Xem, yeah. Cái McDonald's này thì... Oh my God, how much they eat? 2 items, sausage, biscuits. Say, sausage, biscuits, Sutherland. Sausage biscuits? Yeah, and hash browns. That's it. Yeah. That's not too much, right? No. Nè, 9 giờ mình vừa bị cancel, giờ mình có cái mới qua đó. Cái mới, cái này là ăn đâu có nhiều đồng đâu trời. Ăn cái sausage với lại cái hash brown đó nè. You want to? Get out, you park the car. Okay. You should to park some, so I can see myself, you know? To go in, go out. Reserve drive-through. Yeah. Giờ còn nói chung là mình tới sớm một xíu rồi, tại vì mình ở gần nè, nên cái món này nó đâu có nhiêu tiền đâu mọi người, mà người ta cho mình 6 đồng á, nó cũng ok, mà không biết nhà xa không nha, nên là lụm tiền là phái à. Thì có bạn nói là họ không có show địa chỉ nhà cho người khác biết. Ok, không có sao hết. Thì từ McDonald's tới cái người khách tên này nè. Và họ có để lại cái instruction gì không? Họ nói là... Để mình che lại cái này đi. Ôi, không có thấy được rõ. Chói vô bằng mặt quá. Họ nói là leave at my door. Có nghĩa là để ngay cửa của người ta. Thì nếu mà để ngay cửa mình thì mình phải nhào xuống, mình nhắn cái tin nhắn. Để mình đi vô lấy đi rồi mình chia sẻ lại cho mọi người nha. Ok, mình vô cái McDonald's đó. Mình lấy cái thức ăn này của khách này nha. Nó gói gọn có nhiêu đây đó. Đó. Thì ở McDonald's thì nó có mỗi cái là nó có mỗi số cho mình. Thì người ta sẽ đưa cho mình cái tên gì của tên của khách hàng đây, đúng không? Cái số ở đây. Cái số nó ở trên thì mình cứ lấy đúng của người ta được rồi. Cái order này thì nó có 2 cái item. Rồi. Khi mình tới đây thì mình gạt qua. Có nghĩa là mình đã tới. Xong sau khi tới rồi mình lấy được hàng rồi á, mình check vô là ok, mình đã có hàng rồi, có nghĩa mình nhận được hàng rồi, mình sẽ gạt qua. Sau khi mình gạt qua thì trên máy nó sẽ show cho mình cái địa chỉ nhà của khách. Thì tại vì mình không có muốn mọi người thấy địa chỉ của khách nên mình không có muốn show, là khi mà nó sẽ cho mọi người à, là nó sẽ gửi cái địa chỉ của khách nè. Khách nó kêu là để tại cửa của nó nè, bao nhiêu ái đâm nè. Bây giờ là mình với leo đi lại cái chỗ đó, rồi mình sẽ chỉ leo đi. Còn mình nếu mình đi một mình thì mình sẽ nhìn bản đồ.
vậy chắc cũng ăn có ai da. Có 4 phút thì tới đó bà con cô bác ơi. Further hurry. Out of here, turn left. Đi có 4 phút à. Nè mọi người thấy không? Cái nhà gì này đi có 4 phút vậy đó. I don't think Larry is a good driver. Trying to figure out all the places to go. But this one, we go and back thousand times. But you can't remember how to get it. I know this is the shortest way out. Turn left. I turn left. Sing a song. 1, 2, 3, 4. Thì nó cũng rất là gần luôn mọi người đó. Ra cái bịch bê lớn đó. I want to be able to see. Damn, that's why he not good when he driving. He always yelling. No, right, I can't see right through there. Yelling a lot at not me, around a lot of drivers. So I say, stay home. Soon you turn right. You just put that right in my vision, line of vision. Just so you can show the package again. Cái bịch nhiêu đó, ăn được 6 đồng mọi người, đi chưa được 4 phút nữa. Keep right a little bit and then you turn right. Thank you. Hồi trước mình không biết nhìn bản đồ, mình chỉ leo đi tùm lum hết trơn rồi mọi người. Đó. Here? No, just in the water. Water landing right. Mà đi cái này mình rất là vui. Tại sao mùa hè này đi nhìn cảnh đẹp ở bên ngoài được, khá là đẹp mọi người. Đẹp lắm. Ok. Mình quay cho mọi người cái cảnh bên ngoài nè, buổi sáng nè. Soon you turn right at the light. Ok. Yeah. Đó, mọi người coi không? Thấy vui không? Thấy vui không? Ừ, có tiền nữa, đi được nhìn nhà này, nhìn nhà kia. Bây giờ mình làm được tới có 9 giờ. 9 giờ hơn là mình phải đi làm Uber cho cái ông chú đó rồi. Mình với Leo đi làm ông chú. Rồi trước khi mình tới đó thì mình nhắn tin là với khách là mình tên gì và mình là DoorDash á. Mình để thức ăn ở ở cái chỗ đó thì để cho người ta nhìn. Turn right, after right, you turn right again. Pickering place. Yeah. Đó, quẹo vô, quẹo vô, quẹo lửa. Đó. Street and soon you turn left. Ở khu này dạng là khu apartment nha mọi người. Cái này là apartment. Oh, I think left here. You pass. Và mọi người đừng có sợ nha, nhìn bản đồ mà turn right again here. Mọi người mà đi lộn đường không có sao hết trơn á, mình đi lại thôi, đừng có gói lên là mình làm không có được. $25 đây lên. À, thì cái khu này là khu apartment nha mọi người. Shoot to. What happened? Where are we going? 25. This one 37 now. 35. We look for 25. Oh, check engine. This is not good. Okay. 25? Yeah, further a little bit. 27. Yeah, park right here. Quickly. Tới rồi thì mình sẽ mình tìm cái số nhà mà khách nó yêu cầu nè. Đi vô giao. Để đọc lại cái số mấy. Phòng số 2. Ok, số 25. Phải nhìn cho kỹ số nha. Nhiều khi lộn số cũng là cả vấn đề á. Số 25. Tìm phòng số 2.
rồi nó kêu là để tại cửa. Thì nếu mà mình không giao thức ăn thì mình đâu có biết mấy chỗ này đâu. Ây da em yêu, xin đi không bước những cái đó. Mình phải để lời nhắn cho nó nè. Nè mọi người học cái lời nhắn nè. Mình nói là mình vậy vậy vậy, mình để lại để thức ăn lại cho ảnh á. Rồi sau khi đó là mình sẽ gạt ngang cái mà mình đã sai after arrival. Rồi mấy cái bạn mà trả lời thanh gì nè, thanks, cho mình cái điểm tốt. Đó, đó là cách chăm sóc khách hàng luôn nha mọi người. Không biết cái xe bị gì nè. Là complete được cái này là cái basic của DoorDash là 3 đồng. Và nó cho mình tiếp 3 đồng. Rồi mình được 6 đồng. Nói chung là tụi mình cũng rảnh lắm. Nên là mình đi rồi leo cái xe, leo cũng kiểm tra luôn. Ôi chết mẹ. Coi. Đang làm mà, lỡ nó gửi cái mới này sao. Nè, rồi xong rồi mình về mình gạt qua cái nó hiện lên là bạn đã được 6 đa lọt, là bạn được 6 đồng rồi ha. Mình càng làm nhiều, mình đi giao nhiều thì mình sẽ có nhiều thôi mọi người. Vậy đó, đi mà mùa hè mà ngắm cảnh rồi, trời ơi nó mát mẻ đâu, nó đẹp. Xong làm mà vừa có tiền nữa, vừa ngắm cảnh nữa. Nên là làm đi mọi người ơi, cho dù có việc hay không có việc, mình được đi ra đường cũng ok. Everything good? So what did you check? Ok, giờ đi tiếp. Thôi mình chỉ cho mọi người á, mình chỉ khá là chi tiết cho mọi người có cái thắc mắc gì á thì hỏi mình ha. Và mình sẽ làm video tiếp để cho mọi người coi. Thì mình với nói chung là mình làm được một cái xe của anh Leo bị gì ai biết. Mình không có quan tâm, nói chung là Leo là người coi xe chứ mình không có coi. Look at her, see her. I see her, I got this red light too. I see you skip doing, you don't stop. Sing a song. You sing a song. I know I'm driving good. 1, 2, 3, 4. Can I have a little more? All together now. Okay. Đi anh. AT oil temp. Đi anh lúc nào? So I turn up the dash. Yes. Okay. Thank you. So, cái xe ở không được ấy rồi nên mình end dash nha mọi người. Mình có thể pause and the extend end dash. Đó, mình mới có complete được có một cái à, mà ở đây nó đỏ quá trời luôn. Đi với leo không được rồi. Đó, nó sẽ hiện lên là mình đã làm được bao nhiêu tiền hôm nay. Đó, mình làm đó mình được có 7 đồng mấy à. Chưa được gì hết trơn á. Ok, đây là clip đầu tiên. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người tiếp tục cái clip thứ hai để làm sao nữa. Mọi người có câu hỏi gì đặt ra cho mình đi, mình sẽ giải thích. Và nhiều khi nói có nhiều khi mình nhớ mình quên. Nên là hôm nay là mình chỉ cho mọi người cái cách để đi làm DoorDash ha. Thì mình kiếm nè mọi người, cái số tiền mình kiếm nè, nó chỉ vậy thôi. Bạn mình kiếm được nhiều hơn. Tại vì mình không có thời gian để cài á, mình có nhiều việc quá à. Nếu mà mình cài mình sẽ kiếm con số 1.000 đô chuyện bình thường luôn nha. Bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại. Bye. Hey everyone, this is my husband, really really romantic man, and he nice man, he kind to one another, but no one see when he angry. Let's see when he angry now, because what, show you.